Ok, chào mừng anh em quay trở lại với trận đại chiến gần như là cuối cuối cùng đây rồi. Thì hôm nay sau một trận đá banh đá bóng chi ăn người anh nữa chuẩn bị đi về Sài Gòn. Người anh leader thì hôm nay chúng tôi lại va vấp nhau, va vấp trên những con đường 5 năm bản đồ Smurfs. Yes. Còn hôm nay là trận đấu cuối cùng để chi ăn anh. Hôm bữa đã chi ăn rồi nhưng hôm nay lại chi ăn tiếp, ta đi vào giới thiệu đội hình trận 1. Thì anh em đang xem trận đấu này, đang xem trực tiếp hay xem video này thì cho mình xin một like, một subscribe. Ok, để mình phát triển kênh thêm nữa. Team 1 có Trinh, anh Bình, Thầy, anh Truyền và anh Hiếu. Còn bên kia thì có Như MT, Vũ Beta, Mai Hà là ai ta? Mai Hà chắc là Đức. Fit the Six là Giang, Cocky là anh Dữ. Vâng, để phân tích trước 2 phút của trận đấu này. Ok, vào luôn rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời. Đấy, thì anh Hiếu đi top à đúng rồi, anh Hiếu đi top solo với Vũ Beta. Thì tôi nghĩ là cặp đôi đường boss sẽ hơi ngang ngang nhau một chút. Đường mid thì thầy, con bài Ari của thầy có thể lúc đầu sẽ hành được Mayaha, nhưng mà lúc sau thả bỏ và Trình thì tôi nghĩ là cũng vẫn ngang ngang nhau. Còn đi rừng thì người chơi bên đội 1 xuất sắc hơn rồi, nhưng còn tùy vào tiết lộ thể hiện hôm nay nữa. Em Như hôm nay đã có những màn thể hiện trên sân bóng mà chưa tốt lắm, nhưng không biết ở đây Như sẽ thể hiện như thế nào. Đấy, còn trên sân bóng vừa rồi đã vắt đi sức lực của mọi người rất nhiều. Mọi người bây giờ thậm chí còn chưa ăn tối nữa, lao vào chiến với nhau để kịp thời gian đi về lúc 12 giờ tối. Và một tinh thần cực kỳ tuyệt vời mọi người ạ. Mọi người ai đang xem thì mọi người hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và có thể donate vào kênh ở dưới Đức Phúc hả? Ở dưới kênh của chúng tôi có để hết đường link rồi, có thể donate qua ngân hàng, có thể donate qua Play Đua vân vân, ủng hộ mình để mình xây dựng kênh này tốt chuyện hơn và có nhiều trận đấu hơn các bạn nhé. Nhưng hôm nay đây là trận đấu cuối cùng rồi, đã có người anh góp mặt vào team bên. Thì sau này không biết có những trận đấu của online hay không, hy vọng là vẫn có. Ok, ra mid, anh Truyền kêu ra mid đâu rồi, hôm nay anh Truyền chát rồi, chát lên rồi và hay ho. Được, thấy tiếng game hơi nhỏ nha. Welcome to Summoner's Rift. Âm lượng lên thì cái tiếng mình thế nào? Rồi bốn rồi được á. Ok, bây giờ mọi người đang tụ tập ở khu vực đường sông bên dưới vực hàng rồng rồi mọi người ạ. Hôm nay thì rồi để tôi kéo. Kéo xíu nha. Mà đéo kéo được nào ta. Không cần kéo đâu. Kéo thì chát được chứ không cần đâu. Vâng, Kali vừa rồi đã có thả chiêu skill quy định hướng vào người của thầy. Phi hồ này không thể cầm bá này, xúc xích quá liều. Ok, còn thanh trần còn thầy định hướng rồi Kali bị bắt rồi. Kali bị bắt ở thuộc đường mid rồi, nhưng đó cũng chỉ là bị bắt mà thôi. Còn hôm nay thì anh Hiếu đánh rất hổ báo, anh Hiếu quay trở lại và có thiêu đốt vào người Đức rồi. Đức có thể nằm xuống trong pha vừa rồi, nhưng không, Đức bơm máu kịp thời không nằm xuống được, là một pha mất thiêu đốt. Thầy mất là tập biến rồi, Đức chưa mất gì, hay là ti của Đức là anh ti trốn đi. Máy chém nhau sớm, lắc xoáy, bảo quả, định hướng ok. Cũng Beta quay trở lại khu vực đường chay với anh Hiếu thứ hai. Thứ hai hôm nay cũng ra nét. Hôm nay có một người chơi ở nhà, có thể là không liên lạc tốt cho đồng đội với lại Bình mà thôi. Thì những pha solo sau này thì có pha co 5 năm thì có thể sẽ bị thua hơn về team 2. Đội hình hai bên thì gần như ngang nhau, càng kèo càng sức, không bên nào kém bên nào cả. Bây giờ thì là một pha solo kill của Vũ Beta và anh Hiếu thứ hai. Anh Hiếu thứ hai bị máy chém nô sớt xỉa cho đau lắm rồi. Ui rồi, ông một pha chém hụt và đó là một quyển sách bay trở lại, một tập hồ sơ thì đúng hơn, bay trở lại thẳng vào mặt anh Vũ Beta. Còn vực đường mid thì vẫn farm Âu Hòa. Thầy cũng phải hơi rén với kèo Mayaha này. Này thì chưa gặp đối thủ là Mayaha bao giờ. Farm cầm chịu bỏ lắm nha. Farm vào người thầy. Anh
anh Đức vừa trúng một chiêu hung gió thẳng vào mặt. Và bây giờ thì ba phát bắn từ trong, bây giờ phải đi về rồi. Không thể nào mà ở lại được nữa đâu. Ở lại thì có người đi rừng xuất sắc nhất công ty VCS Melbourne, Team Melbourne MG. Rất tiếc. Đức có vẻ đang xem stream của tôi là hơi căng thẳng. Rất muốn đá stream nhưng stream này chỉ là tầm 3 phút. Anh truyền lên tấm mà mặt thẳng vào mặt dây gian rồi. Không sợ gì cả. Thật tuyệt vời đó, một cách chống chịu cực hai. Và một tẹp cổ sơ lại bay thẳng vào mặt của Beta. Chuyện đánh rất ổn định với xã skill thâm lính. Rất khó chịu đến từ con bài Fiddlestick. Còn ở Mix thì sao? Farm nhau. Còn Đức vừa sử dụng cho mình skill chuyển để kịp hồi phục. Và hiện tại của Mayaha thì có một lớp giáp bảo vệ nên nhưng mà bị ganh. Nếu ai không biết điều đó hay thầy không biết điều đó thì sẽ khó mà ganh được khi mà spam skill A vào người. Hy vọng là thầy biết điều đó. Hy vọng là thầy xem stream của tôi. Đấy, thầy thấy chưa? Phải skill vào người thì nó mất cái lá chắn. Thì thay vì đó thầy hãy đánh thường, sau đó thầy mới skill thì may đã ăn hành được con cái Mayaha này, ăn hành được đứt cùm. Đây, trên top thì Hiếu vẫn rất nhiệt tình quăng hồ sơ vào mặt của Beta. Dù nó thấp hơn, con bài của anh Hiếu anh Mundo thì máu tụt rất nhanh. Chỉ toàn là máu và máu thôi. Anh Hiếu thì bây giờ đi top cầm lên cái khiên cho mình, không tính phép. Thường tôi mà đi Mundo thì tôi sẽ cầm cái bản phép nha bạn. Bản phép phóng rất đau. Anh Hiếu hôm nay chờ cứ hết mình là lên tăng thật sự rồi, không dám lên một cú đau nữa rồi. Vậy thì đây rồi, pha gần bóc Quick to Win, người chơi đi rừng hiện tại hay nhất công ty. Tôi khen thế thôi nhưng không biết hôm nay anh hiện như thế nào. Có lẽ là có thể là càng khen đánh càng dở thì sao, chứ không phải là càng khen đánh càng hay. Đó, hôm nay có hơi nghẹt mũi, anh em thông cảm nhé. Hay quá, một pha né kéo của Hiếu nhưng không tránh rồi. Thì skill ném tẹp hồ sơ của anh Hiếu thì sẽ mang lại hồi máu nếu mà ném trúng. Còn nếu mà ném hụt thì sẽ là farm xuyên lính và rút mất máu. Thì tình huống vừa rồi em Trinh đi sai đường rồi. Em Trinh bị bắt vào 4 người áp chế có ngay từ khu vực đường mid. Hoàn toàn là không là gì cả. Và anh Đức có ngay mặt đầu tiên cho mình. Rất tuyệt vời. Một pha di chuyển sai lầm, mặc dù đã cắm mắt quay tay nhảy qua khu vực hang rồng nhưng tới đó là hết rồi. Em Trinh đã không ngồi tóc biến sau pha vừa rồi. Anh Đức không có anti, người thầy thì không có mana, hai người đều không có mana. Thì làm sao đây, thầy có phi hồ, Đức tóc biến, thầy còn phi hồ. Nhưng không thể nào ăn được mạng vừa rồi. Ôi, thật sự là khá tiếc. Và tình huống khá hay từ khu vực đường mid. Bên tài bị đánh rất nhiều mặt. Nhưng anh Hiếu cũng hơi sai khi đi quá gần. À, skill xoay rìu của anh Hiếu cũng mang lại lượng máu khá. Và đồng điệu với đây rồi, người thầy. Ôi dồi ôi, thầy bảo Như quá non. Như hôm nay quá non bằng chát rồi, hỏi chấm rồi. Dù mặc dù tình huống vừa rồi là chỉ có mắt ở khu vực đường giữa sông, không có mắt khu vực hang con sói, băng chim. Chỉ biết vậy. Ôi, tình huống sai lầm của em Như khi mà sử dụng skill xuất hồn ra vào trụ và tóc biến lên, chúng ngay hung gió vào mặt. Thầy vừa đủ một cái hung gió, mai nay một cái hung gió và kết thúc mạng trong cuộc đường. Thật sự là sai lầm. Bảo sao tí tôi lại khen em Trinh là người chơi đi rừng hay nhất công ty. Rồi em như bán, anh như bán hết từ săn bóng đến khu vực đường 5.5 và pháo hoa là bắn ở khu vực trời Đà Nẵng rồi. Đêm nào có pháo hoa các bạn nên đi du lịch Đà Nẵng nhé. Đêm nào sẽ có pháo hoa cho các bạn bắn, cho các bạn xem. Một thú
cũng quy và bị ăn không thành công và phải đến thường của anh Truyền. Sau đó thì là một màn trả đam đến từ cặp đôi AD và hỗ trợ của đường bên. Anh Hiếu vừa có tình huống phá mắt và Vũ Beta có mặt ngay, không bị nhiễm phép. Và như cái bản của anh Hiếu có miễn nhiễm phép và không thể nào kéo được, không nào kéo lại được. Anh Truyền vừa rồi nhận sát thương rất nhiều đến từ cặp đôi AD hỗ trợ và có tình huống rừng như gan dưới bot hỏi rất nhiều rồi. Thầy đang pin rồi, hai bên đang hỏi nhau. Bắt cuộc đi. Đội đỏ đang không có mắt nữa và tình huống này cũng không biết không biết được tình huống của em như vừa xuất hiện bot, nhưng mà hỏi rất nhiều, pin rất nhiều. Thầy đang di chuyển vào khu vực đường rồng, còn em Trinh thì chỉ mãi mê ăn rape mà thôi. Mặc xả mặc đồ ơi nè, thầy không khẽ được hay không đây, thầy đang đứng đợi. Thầy có mắt ở đây rồi, thầy làm được gì đây khi mà trong tay Như là tình huống và có trừng phạt đến từ Như và kết thúc ăn được con rồng đầu tiên cho mình. Nhưng lại cũng là một pha phải nằm lại của Như một tiền. Bây giờ thì 2-3, bây giờ thì 3-3, thanh tuyệt của anh Bình tóc biến và lướt đi. À, anh Đức thấy con mồi rồi, ra tình huống vừa rồi anh Đức không thấy chứ không phải là bán đục. Hay anh Bình trả đam vừa đủ mà kết thúc được mạng của anh Đức. Một tình huống lẽ ra mà anh Đức có vẻ lời hơn nhưng thiếu đi còn gì ở khu vực chỉ miếng gì. Tình huống đó em Trinh cũng không cướp được, di chuyển xuống thuộc con rồng nhưng không cướp được con rồng đầu tiên. Con sau thì nãy ai ăn ta à, ngạc mũi quá. Vâng, em Trinh lại đi xuống gần boss rồi và bây giờ thì anh giữ phải nằm xuống mà thôi. Mạng thuộc về Fit to Win em Trinh, người chơi đi rừng hay hai thôi nha, không khen nữa. Và ném vào nhiệt tình, ném nhiệt tình vào mặt của anh Hiếu. Ném nhiệt tình vào mặt của anh Vũ nhé. Anh Vũ được solo vẫn là máu chiến. Anh Vũ được làm gì đây? Và bây giờ thì em Như đang bỏ ở những chiến dịch bằng cả đàm từ cái khu vực anh Hiếu đi về đội beta đi về phan đó. Vừa rồi tình huống mất giáp của anh Đức, anh Thầy cũng quay ra nhưng ở đây có Như MT, ở đây có Như MT, phải làm gì đây? Fit to win, Fit to win không dám làm gì rồi, bây giờ đẩy quá sâu vào đường rừng rồi. Anh Hiếu đang tập trung rất nhanh, nhúng vào đặc trụ bay hết cả lớp giáp đầu mà. Và rồi mất anti đến từ vị trí của anh Bình, quá anti quá gần và bị Giang Mai hoảng sợ là mất anti. Ở đây thì anh Hiếu đang dí và anh Trinh nằm xuống với anh Như. Bây giờ thì anh Đức đang bị dí và anh Hiếu rất đau, không thể nhảy đi được đâu nữa. Còn anh Truyền thì có mặt nhưng không có mặt hút nhưng không làm gì được. Và bây giờ em Như thì phải nằm xuống rồi. Nếu quay trở lại kịp lúc nhưng không hiểu tình huống vừa rồi tại sao em Như lại đứng đó. Vũ Beta, Vũ Beta đang với anh Truyền, có vào trụ không? Kéo được anh Truyền và kết thúc mạng này. Tình huống lúc nãy thì tôi không hiểu tại sao em Như mà tê lại đi ăn con sâu. Có nghĩa là hết tim rồi, hết người rồi. Và khu vực đường boss thì đang bị đẩy, đang thiếu đi vị trí của support. Tên lửa định hướng thẳng mặt của anh Bình, thẳng vào mặt anh Bình, dựng đánh cũng khá ổn định. Bây giờ thì nhận Mai đang có mặt hay không, rất xanh. Còn bên kia thì là anh Hiếu, anh Hiếu vẫn hơi rẻ, anh Hiếu ráng nên rất là chắc, không bán một tí nào luôn, thật sự farm rất đều tài. Anh Hiếu các bạn hôm nay là chặt biết là chặt cuối cùng của anh Truyền ở nặng rồi. Anh Đức bị bắt,
anh Đức bị quay tay, anh Đức mất lây chắn. Có hay không? Có hay không tình huống? Và có. Và bây giờ thì em Trinh và mày đang bị bắt. Em Trinh nằm xuống. Em như có mạng của em Trinh. Và bây giờ thì mày còn phi hồ. Vừa hồ phi hồ hay sao ấy? Vừa hồ phi hồ mà thoát đi được ở mạng rồi. Còn bây giờ là anh Hiếu. Anh Hiếu xuống đánh em Như. Bị hung gió của thầy rồi. Thầy quay trở lại còn phi hồ một lần nữa. Hồi phi hồ rất nhanh thì phải. Đúng rồi. Tại hồi phi hồ hay sao ấy? Hồi liên tục. Và tình huống vừa rồi là nằm xuống tất cả của team đỏ. Còn team boss thì team đỏ lấy được cái trụ đồng. Cũng nhưng là không được đồng rếp. Ba lần nữa trăng. Và đỏ thì có hơn trụ đồng là hơn phiền. 23.300 mới lại. Ai bị bắt đây? Anh Bình bị bắt vì không hiểu ý. Thầy đã lui về rồi nhưng anh Bình thì không. Tình huống khá đáng tiếc, không biết mọi người đang liên lạc với nhau bằng phương án gì nhỉ? Biết đang làm gì, đang nói chuyện với nhau nhỉ? Đây giờ bây giờ tình huống này đang thiếu sót rất nhiều. Đức tình huống vừa rồi tranh thủ trói một thằng Bình giữ là trụ ngay. Chứ tưởng là còn lính. Thầy đến rồi, còn ở trên thì đang phan nhau. Anh Triều phải dùng anh Tây chạy. Còn của người ta thì còn thầy thì rất bình tĩnh, đứng im. Di chuyển về thôi. Đội xanh thì bây giờ thì sẽ có mắt không rồi. Đội đỏ thì đang có mắt khu vực rất rộng. Còn đội xanh thì không khu vực của rộng rồi. Rộng sẽ thuộc vào đội đỏ. Rộng thứ hai nước. Đó là thằng nước. Nếu mình tăng là cứng lắm rồi. Còn của người ta lên cho mình cái tà hợp kiếm. Sao đến lại Hiếu được. Hiếu lên cho mình giáp máu rồi. Hồi máu liên tục các bạn ạ. Còn những boss thì mọi người đang tập trung hăng rồng và tản đi. Nhìn với boss này với mid này. Nếu mà chạy đường lắm mà sai là chết đấy. Vì có anh Đức đang hỗ trợ khu vực đường sông. Khu vực con sứ giả phá mắt nhau. Và là tình huống phá mắt của anh Hiếu. À có của Vũ. Ở dưới boss thì rất êm đềm, mọi người đang cùng ra pha. Anh Kiên gặp rồi tóc biến liên tục, tóc biến. Thời gian bị người quay tay ở lại. Nhưng có pha tóc biến và đánh được hạt thông thủ thoát đi khỏi tình huống trên. Trên top thì đang solo giữa Vũ, Beta và anh Hiếu. Và bây giờ thì Vũ không thể nào mà đánh lại được Hiếu được rồi, khi mà Hiếu lên tăng mà. Đấy, thấy chưa? Cái tà hợp kiếm của Vũ không còn tác dụng nữa rồi. Kali rồi cũng trói ngay thầy luôn. Bây giờ thì là có sự hỗ trợ của nhiều T nhưng mà cũng không kịp. Chủ top được một nhưng phá hủy. Giang là phải sử dụng tình huống công ty vào khu vực tượng bắn của một đường boss. Mọi người bây giờ đang về. Giang Mai đang kiểm soát lại khu vực đường boss của mình. Còn Hiếu giờ đẩy rất mạnh rồi. Hơn một con sau mà em Trinh mang lại thì đang đẩy rất mạnh. Phải là Hiếu luyện con bài Mundo khá lâu rồi đấy. Bây giờ mới mang ra đánh. Mundo thật sự là khỏe mạnh khi mà chạy cơ vâng chủ động không được anh ạ. Nhanh lắm, tình huống nhanh lắm, khó lắm. Có vâng hai nhảy các pha con mắt con quá bị tụt hứng. Không, cái này đang tự động anh ơi, đang tự động đấy. Em bình thường em quay nhiều quá thì mọi người bị đau đầu, người kêu nhức đầu nên em nghĩ là máy tự động. Và bây giờ đang có pha đánh nhau giữa một Beta và Hiếu. Anh Hiếu bị dí nhưng mà tình huống bây giờ là 3-1. Anh Hiếu chạy được, anh Hiếu có cho mình là cái giáp máu và ui anh Hiếu quay trở lại cơ mà. Cái giáp máu và anh Ti hồi máu liên tục. thầy bắt thầy đang bị dính đạn rất nhiều, tên lửa đạn đạo 5-1. Thầy có quay được đường này không? Có anh Truyền hỗ trợ phía sau, có team 3 người 2 người phía sau, nhưng có thể là tình huống này
khó mà đánh lại được đây. Thầy phun gió như một tên, nhưng mà tên mất đi 2/3 cái máu của mình rồi, chạy vào trụ không có sát thương nào nhưng vẫn đánh được. Như một tên có khi lại chết đấy nha. Tình huống này đấy, như một tên mày quá ho nhiều hỗ trợ kết thúc mạng này. Người ta đang bây giờ đang ép rất nhiều, lấy cho mình món sát thương đầu tiên thì khó mà đánh lại vực đường có bên kia. Bundo giờ đó là 4-0, chỉ có thể đánh rất hay, không hề bán, đánh rất quyết tâm mà đứng là chiến thắng của cho anh Truyền để về Sài Gòn một cách yêu quân. Và bây giờ con sứ giả này đang thuộc về sang trên lệnh, bây giờ là 1.000 tiền thôi, không nhiều. Nếu mà đội đỏ không về thì đội xanh đang đẩy ra hướng khu vực đường mid, có mắc hay không? Anh Dưỡng sai rồi, may quá anh Dưỡng còn nhảy. Ui bị hút, cũng beta bị đánh, cũng beta bị 3-1. Bây giờ anh Dưỡng không cứu được em nữa rồi, cũng beta lên đam thì chết rồi. Pha xả hình tì anh thân trùng vào ngay thẳng mặt, chính là cái kết thúc thêm. Nhưng anh Dưỡng thì quá xanh, nhưng khó tất cả các bạn. Bây giờ thì Trinh đang chặn lối Giang Mai anh tì vào thẳng mặt nhưng không có đồ hồn cát, chấm dứt mạng của Giang Mai rồi. Bây giờ thì anh Hiếu đang làm càng và Trinh lại tiếp tục lao con sứ giả đâm tiếp vùng lần hai. Còn ở đây thì anh Đức đã bị bắt, Đức là con đánh nạp không nổ về rồi. Mọi người sẽ giữ được vật dụng đường hai của mình, nhưng con rồng tiếp theo thì khó đây. Con rồng tiếp theo thì không biết sử dụng về được nào. Và anh Tý rất đẹp mắt của Giang Mai nhưng chưa làm được gì cả, vì chưa đi cái đồ hồn cát, chạy nhảy và có chết mà thôi. Bây giờ bên đội đỏ đang thiếu tăng này, thiếu tăng cho để đánh này. Tăng thì đang áp đảo rất nhiều, anh Truyền cũng lên cho mình một cái món kiên rồi, món tăng rồi, hỗ trợ kiên vào thượng giới rồi, món support rồi, giáp gai cho mình hơi cao thôi nhưng mà chưa cao bao nhiêu. Thiếu đang rất xanh, lên cho mình được hai món đồ, thêm một cái giáp. Còn rồng của Thái chắc chắn thuộc về đội đỏ rồi, đội xanh không thể nào kiểm soát được khu vực đường rồng nữa rồi. Mặc dù trước đó là kiểm soát rồng rất tốt, ăn hai con rồng chính xác là thuộc về đội đỏ. À đội xanh 2-1, hai rồng. Ok, đang kiểm soát đường rồng và bây giờ thì đang hướng qua Baron. Ai đó đang pin vào khu vực Baron rồi. Anh Đức bây giờ thì vẫn chưa kiểm soát lại được khu vực giết. Farm thì chắc chắn là hơn thầy rồi, không hơn kèo đi chứ. Nhưng mà combat thì thầy lướt rất nhanh, thầy lướt nhanh ổn định hơn. Nếu mà so về trình thì còn không ném nó nhiều đâu. Mọi người đang trở lui về kiểm soát rồi. Nói về trận đấu ngày hôm nay mọi người đánh rất quyết tâm, đánh rất nhiều sự quyết liệt, mặc dù là trận bóng trước đó đã lấy đi sức lực của mọi người rất nhiều. Mọi người bây giờ vẫn chưa ăn tối, thật sự là chưa ăn tối. Có một vài thành viên là về nhà ăn tối trước, hoặc là hôm nay không đi làm thì có sức khỏe mà ăn thôi, sức khỏe mà chiến thôi. Còn những người còn lại thì vừa đã banh với tôi xong, vừa đã banh về và hôm nay vẫn phải mở rộng ra các tin tiếp. Hôm nay lại là tôi off stream với mọi người ạ. Sủi. Hôm qua tôi có khi chơi cùng trên gần Bà Nà Hiêu, đi họ Phú Thành du lịch. Rồi vài người anh em trong team thì khá là mệt mỏi, mà tính nghĩ cũng có làm những clip cho anh em. Nhưng sức nóng của trận đấu này, trận đấu cuối cùng trong thời gian gần đây. Còn sau này thì tôi chưa đến chắc được các bạn nhé. Thì trận đấu này rất quyết tâm. Bây giờ thì Đức đang bin rất nhiều vào khu vực đường mid vì chắc chắn rồi. Em Trinh đang mâm mè và em Trinh đảo đường lên khu vực phía trên. Định là ăn, có thể là băng trụ ăn luôn người ta đấy. Người ta giờ đang rất yếu. Giờ cũng nên tiếp tục cho mình. Sợ lên tiếp hai kiếm nha. Hai kiếm đây món gì đây? Còn giáp gai. Đang một thành phần giáp gai rồi. Giáp gai sẽ chống lại được Trinh, anh Bình, nhưng không thể chống lại được thầy. Còn anh Hiếu thì rất là trâu, Hiếu thì cầu lên máu và đi solo luôn. Bên này không có bên này thì thoải mái, không có đánh TV. Vừa rồi là tình huống hấp hụt của anh Truyền, nhưng anh Đức cầm cũng phải nằm xuống thôi.
3-1, quá nhiều skill dầu vào phi hồ các thứ. Còn Thanh Trần nó từ đủ công bình, nó bây giờ Baron, người tổ chức Baron rồi. Bây giờ đội xanh thì hơn lại tiền ở đỏ rồi, lại hơn 1.000 rồi, hơn 3 mạng, một rồng, một baron, thì kia thì 2 rồng. Bây giờ thì ủa ta đi đâu nữa, sao nè em, gặp nó rớt mà lên thế này thì chết rồi, bắn trụng được luôn cơ mà, thiếu câu như gì á, Hiếu đang bị bắn trụng bắn, và chân là phải nằm xuống, bây giờ là tình huống nằm xuống của Hiếu, trâu thế nào cũng phải sách đau thôi, phải như là người sách đau mạng của anh Hiếu. Bây giờ thì ba người đội xanh đang kéo về, nhưng Giang Mai không cho phép làm gì đó. Giang Mai kéo để cho Đức đẩy được khu đường boss, không cho ba người về top. Và cái trụ này sẽ dành cho Đức rồi. Anh Bình bị bắt, nó mình hay không, không sợ. Nhưng như mà T rất rén, nhưng mà T lên cho mình chưa lên được. À đây giờ tôi nhìn nhau. Lên tăng rồi đam rồi, không có lên đam rồi nhưng mà lên tăng semi, kiểu semi Đức phải rút về, còn tiếp theo đang mắt má xuất hiện, còn hồng tứ lư đấu ai là khán giả có thể cho mình xin số 1 đúng không ạ, ai đang xem cho mình xin số 1 nha, cảm ơn mọi người. Blue team's turret has been destroyed. Đúng quá. Anh Hiếu lại bị bắt rồi, anh Hiếu đã được hạt thông nổ. Bây giờ thì kéo lại, nhìn ở đây, là có 4 thành viên. Anh như mà T phải xuất thân về để cái bóng còn lại. Anh Hiếu bây giờ cũng rất là trâu rồi. Một T hồ sơ lại được ném mà từ bị với con Hiếu. Ok, cảm ơn anh Hùng vẫn đang xem, ủng hộ con rồng thứ tư của trận đấu xuất hiện rồi. Và có tình huống gọi điện cho người thân. Thì tình huống này tôi nghĩ là hết tiền nét các bạn ạ. Thường hết tiền nét thì anh em hay dừng trận đấu. Thì trong những cái này thì anh em tôi nghĩ anh em đội đỏ nên à tiếp tục rồi. Có lại một tình huống gì đó. Và bây giờ con rồng này đang được kiểm soát bởi đội xanh. Anh Đức đi lung tung, Đức bị đánh. Ui rồi ôi, hình như là anh Đức hết tiền hay sao ấy. Đéo gì đây? Ô em bị gì đây? Mình bị game bị vậy? Alo như game bị mà. Alo à không được. Ok thì bị lag đi thôi anh em ạ, đánh tiếp thôi. Bây giờ thì mũ beta nằm xuống rồi, bất thành thì không được, còn lại thì là Giang nằm xuống. Bây giờ thì mũ 4-5 không có ai tăng cho đội đỏ rồi. Bắt tiếp từ khu vực vừa rồi thì anh Đức bị bắt, không biết sao Đức bị bắt rồi, bị xóm pha đó bị bắt. Đánh tiếp theo, mỗi bắt tiếp theo là giờ đội xanh tôi không kịp gì đúng vừa rồi thì tiếp tục đó là chủ mục người boss bị phá hoại. Thì trong pha vừa rồi thì giờ tôi thấy một tên phần lâm là em Giang nhảy vào combat nhưng bị bắt, và sau đó là tiếp tục là hạ được Trinh để cho đi rừng dắt. Và bây giờ thuộc là đội hai là team xanh đang kiểm soát rất nhiều, đó là đánh rất mạnh vì bên kia có con bài Mundo mạnh quá, không bên này thì không ai tăng cho đánh, mọi người lên đam hết mà không có cửa cho anh Đức cầm diễn. Anh Dưỡng thì tham tốt nhưng không có mạng, mạng nhà mạng hết rồi. Muốn dằn co giữa hai bên, mọi người đang về chuẩn bị đồ và tiếp tục ra mid combat. Đội đỏ thì chỉ còn trụ hai đường top mà thôi là sẽ bị phá hủy rồi. Ra thì cũng về trụ đấy, nếu mà giờ đã có đường boss thì top là
con trụ thôi. Đội xanh vẫn còn một trụ hai nữa. Mệt quá. Thôi chứ. Đi thì xem bọn em 5 phút rồi được không? Xong rồi này. Dạng này tôi nghĩ không? Sắp kết thúc rồi. Đồ nó to thế kia cơ mà. Sao đánh được nó này? Bắt nó không được. Bây giờ đụng mọi người AD ấy sẽ thủ và mid cũng không được. Mid thì phải lướt rất nhanh. Phủ beta thì tự nhiên ở đây cho mình món ta hợp kiếm, ba cái ta hợp kiếm cho khu vực, cho đội đỏ cơ mà. Ta hợp kiếm bây giờ là hot trend nè, hot trend công ty tôi. Trước tôi có thời gian theo ta hợp kiếm thì tôi thấy là chiến quả thì mình xanh rồi. Cái đợt đầu thấy được cái ông xanh đấy không đủ nữa rồi, bắt luôn rồi, bắt luôn rồi, có bắt được không? Bắt luôn Hiếu, đánh luôn xoay luôn, nhưng mà Hiếu có rất nhiều kháng hiệu ứng, anh không làm được đâu, bắt được tiền này bắt luôn Hiếu cơ mà không chế luôn, hồi máu là quá nhiều, bây giờ là biết tu vi quay tay rồi giữ hình nó luôn, nhưng mà bị chặt rồi, còn bây giờ anh Vi hút được làm sao bắt được người chiến quả đi, và bây giờ là Vũ Beta bị bắt thăng chừng rồi thẳng mặt. Không, thầy bị bắt rồi, thầy bị 3 đánh 1. Nhưng bây giờ là anh truyền qua lại. Còn bây giờ anh Bình đánh được. Và bây giờ còn kiếm là HD mà thôi, kiếm một kia cho anh Bình. Đúng ra một nhưng mà hợp lý của anh Bình. Thật ra thì là bên này dùng hết sát thương và anh Hiếu rồi. Anh Hiếu mua đồ trâu quá. Bây giờ hồi máu thế kia cơ mà, dùng hết sát thương và rồi trói một rồi hết rồi, bắt được bắt tăng thì tôi chịu ấy, sợ không bắt nó không được, nghĩ sâu quá, dùng hết sát thương vào tăng chủ lực rồi thì còn cái gì mà đánh, còn nắm tay mà thôi. Và đó là một hồi sinh thế và anh Hiếu đang lui về khu vực Amarun. Đội đảo biết cái tình huống này cũng phải ra Baron thôi, nhưng mà bây giờ chênh lệch quá nhiều, 54.000 tiền với lại 48.000 hơn nhau tận 5.000 tiền cơ mà. 23-15 số trên 17 mạng, hai đồng hai bên. Baron thứ hai thì sẽ thuộc về đội sạch đảo, rất khó cơ hội. Thực sự con rồng thứ năm của trận đấu đang xuất hiện, mọi người chắc bây giờ đang đổ dầu chú ý vào con Baron này. Con rồng vẫn kiểm soát được hai đường top của đội đỏ đang được nắm gì, có bắt cả kiếm nhặt chặt chắn nữa, có bộ môn đồ nhặt chặn này, đúng vậy. À Vayne trận hôm nay đi dọn trọ rồi bạn ạ, không thì Vayne cũng là một sát thủ xứng tầm đấy, cũng là một xạ thủ xứng tầm đấy bạn, nên là anh Hiếu hôm nay anh mới lấy ra con bài môn đồ này. Bình thường thì Vayne làm chủ trận đấu và khó quá, hơi khó. Giờ tăng quá nhiều rồi, team của đội đỏ đang thiếu rất nhiều tăng. Lên đồ như thế này cơ mà, giờ tôi lên đồ tăng thì chịu rồi, cũng không chịu đâu. Này đi, không, bây giờ muốn bị đánh, bị bắt, thầy bị bắt rồi. Nhưng anh Dũng là người đâm xuống đầu tiên, bị bắt anh truyền vào trên. Còn ở đây thì là anh Đức nằm xuống luôn. Người ta thì quá yếu rồi, không còn một đánh giá. Kết thúc trận đấu này của đội xanh, thực ra tôi chẳng có hứa tặng gì đâu. Hình như là anh Truyền có đôi lời nhắn tên Hiếu, có vài chai City rồi. Truyền muốn tặng một chai City để Hiếu đánh hết mình rồi. Vài anh Hiếu còn nhắn một cái đi nữa cơ mà, bắt Hiếu một cái nữa mà. Ok, là trận đấu này thuộc về chiến thắng cho người anh của chúng ta. Chi ăn game 1 hay sao đây? Trận 2 mọi người tiếp tục nha. Và mọi người nhớ để làm like, một share, subscribe cho kênh của mình để tiếp tục trận đấu hay hơn. Cảm ơn mọi người. Khó. Trận này anh Hiếu đánh khá khôn khéo khi mà lựa cho mình công bài Mundo, không sợ anh Đông GB nữa rồi. Đông GB hôm nay nghỉ đi dọn trọ mất tiêu. Thời gian vừa rồi chờ một chút để chúng ta đến với cuộc đội 2. Anh em cùng xem lại kết quả vừa rồi như cái tôi đó hay không. Thì ở đầu game đội 2 đã có những pha giao tranh ác liệt và giành nhiều chiến thắng hơn cũng xem 1.000 tiền hơn được hai con rồng, nhưng sau đó các bạn nhìn khu vực top xem
anh Hiếu đập phủ beta không còn ra gì nữa. Mình rút beta lên cho mình cái tập hợp kiếm đầu tiên mà. Cái tập hợp kiếm xong rồi bắt đầu lên giá thiệt sĩ thì lúc đó mụn rồi. Anh Hiếu xanh quá rồi, lúc đó là 4-0 rồi sao ấy. 4-0 5-0. Xong là anh Hiếu 5-1, bây giờ 6-1. Thì lúc đó thì quá mạnh rồi. Solo lúc đầu mà không đè được window thì mà còn lên đồ sai nữa. Thì mọi người hiểu kết quả rồi đấy. Và bên kia thì Trinh thì cũng lên ái rồi, có anh truyền thôi. Anh leader thì anh lên cũng tim băng làm giảm tốc độ bắn của anh Dưỡng. Anh Dưỡng lên cũng tập hợp kiếm và cái thần kiếm mà anh Dưỡng không được gì nhiều, bị bắt ngay vì không có tăng. Đúng rồi, mở thế bị bắt, nói chung là mở combat vẫn chưa đúng người. Nãy có nhiều pha là đi sai rồi, nhiều pha là bắt lỗi đi bắt Mundo, nghĩa là ghét Mundo nữa là phải đập nó nằm xuống luôn, thì không thể nào đập được cục đá được nữa. Như anh bạn khán giả này bình luận là có lấy kiếm nhặt ra thì cũng không thể nào mà chém được. Còn ba ông máu giấy bị ba hút xong, đúng rồi, tình huống đó chỉ cần hút một phát nữa thôi là kết thúc rồi. Lúc tình huống đó chỉ cần người đi rừng fit to win và anh Bình Percy ra cứ đứng đằng sau bắn thì thôi là xong, đội hình bên kia tan tác. Rất tiếc cho tình huống vừa rồi, mọi người cố gắng vì mở combat đẹp, nhưng mà mở combat cũng đẹp chứ cũng phải là mất lợi thế đâu. Coi MT Film là em Giang Mai đây thì mở combat rất đẹp nhưng mà hơi yếu quá, chưa lên cho mình nữa cái đồng hồ cát cơ mà. Đấy, không sao.